Thưa quý vị, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, bên cạnh các giải pháp tháo gỡ của chính phủ, các hội, hiệp hội doanh nghiệp cũng đã liên tục thay đổi phương thức hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn và thiết thực hơn. Qua đó không chỉ góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển. Đại dịch COVID-19 kéo dài đã khiến cho kinh tế Việt Nam gặp khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp hội viên, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo chuyên đề, tập trung thảo luận các giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong hội và trên cả nước. Mỗi một hoạt động sự kiện đều luôn thu hút từ 200 đến 500 doanh nghiệp tham gia, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Xuyên suốt quá trình hoạt động đó đều hướng tới cái lợi ích của hội viên thông qua những chương trình như là đào tạo nâng cao năng lực. Rồi chúng ta có những cái buổi xúc tiến đầu tư tại Đà Nẵng, như hôm nay chúng ta xúc tiến để kết nối đầu tư. Rồi chúng ta có những xúc tiến đầu tư tại những tỉnh thành khác thông qua chương trình Caravan của câu lạc bộ 2030. Rồi chúng ta có những cái nhóm nhỏ trong từng câu lạc bộ xúc tiến hàng tuần liên quan tới hoạt động kết nối mua hàng sản phẩm của hội viên với nhau. Và tại Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, chúng ta có một cái dữ liệu của doanh nhân trẻ toàn quốc, gần 10.000 hội viên. Đã, một số lượng rất là lớn như vậy, nhiều cơ hội để hội viên có thể kết nối không phải cho Đà Nẵng mà có thể kết nối rộng mọi miền của Tổ quốc. Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng hiện có 7 ban, 10 câu lạc bộ, hơn 700 doanh nghiệp hội viên. Bên cạnh những chương trình quy mô lớn, từng câu lạc bộ trực thuộc hội còn tổ chức hoạt động kết nối trực tiếp ở phạm vi hẹp. Mới đây nhất, câu lạc bộ giao thương quốc tế đã tổ chức phiên kết nối trực tiếp và trực tuyến giữa Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và Hội Doanh nghiệp thành phố Yokohama, Nhật Bản, nhằm giúp doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực môi trường, xử lý khí thải, nước thải, năng lượng mặt trời. Dựa trên cái buổi business matching giữa hai bên, sau khi hai bên đã nắm thông tin, thì chúng tôi cũng muốn lắng nghe cái nhu cầu của từ phía doanh nghiệp Việt Nam, cũng như là nhu cầu tìm kiếm những cái kỹ thuật và có thích thú với những cái kỹ thuật nào từ phía Nhật Bản cũng như là phía USA của chúng tôi. Và trên cơ sở đó, chúng tôi cũng muốn lắng nghe những cái vấn đề của doanh nghiệp Việt Nam để từ đó có thể tìm kiếm từ phía Nhật Bản có những cái kỹ thuật nào có thể là ứng dụng và kết nối được với nhau. Thì đó là cái mục tiêu trong tương lai mà chúng tôi đang dự kiến. Sự ra đời của câu lạc bộ giao thương quốc tế và các hoạt động của câu lạc bộ giao thương quốc tế cũng nhằm mang lại làm sao các cái doanh nghiệp trong Hội Doanh nhân trẻ có cơ hội tiếp xúc được với những cái nền kỹ thuật cao cũng như các doanh nghiệp nước ngoài để từ đó tiếp nhận những kỹ thuật cao, làm sao để cùng hợp tác phát triển. Để nâng cao năng lực hội viên, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đang triển khai hỗ trợ hội viên trong lĩnh vực chuyển đổi số và đào tạo, tập trung vào các chuyên đề tài chính, nhân sự, khách hàng. Có thể nói trên hành trình hội nhập, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của thương trường và trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, cùng với sự nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, các giải pháp tháo gỡ mang tính vĩ mô từ chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp trẻ trên địa bàn Đà Nẵng luôn rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, trong đó có vai trò đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng.